Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình review cái bộ thu phát âm thanh bằng sóng hồng ngoại nhé. Sóng hồng ngoại thì đây là cái đèn này, đèn phát này, và đây là đèn thu này. Đó, bằng đèn hồng ngoại nhé. Và ở đây là cái một bộ của nó là sẽ gồm có một cái jack nguồn để cũng ra cấp nguồn 9V vào. Đấy, và đây là một bộ thu jack phone phổ thông 3.5 sẽ cắm vào đây. Đấy, còn bên đây thì sẽ là một cái mắt thu, và ở đây sẽ có một cái jack để ra cấp nguồn 9V vào nhé, và một cái chân để chúng ta đấu vào chân ra loa. Đây là loa của nó này. Đó. Thì bộ này sẽ là truyền âm thanh nhưng mà truyền bằng sóng hồng ngoại. Truyền bằng sóng hồng ngoại nhé. Bây giờ tôi bật âm thanh lên nhé. Vì cái loa này là loa chưa có hộp nhé, đang để ngoài. Nên âm thanh nó cũng chưa phải là hay lắm. Các bạn set up vào cái phần loa này nữa là ok. Và đây tôi đang sử dụng cái nhạc miễn phí của YouTube. Bây giờ tôi sẽ dùng cái giấy tôi cắt ngang này. Là mất sóng, nó không truyền được qua nữa. Đây là bộ truyền âm thanh bằng sóng hồng ngoại. Bạn nào quan tâm sản phẩm này thì liên hệ mình qua số điện thoại 0936 824 969. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.